kính này màu đỏ, ở bên trên có hai mặt mèo Kitty đang chào các bạn nè. Và đây cũng là một trong những phần quà Trung thu mà ba mẹ mình đã tặng cho mình đấy. Ngoài ra thì mình còn có hai đồ chơi nữa, đó chính là hai cái bộ này thuộc về một nàng của chúa Elsa đây. Đây là bộ tóc, cái bộ đầu tiên này mình gồm có bộ tóc giả của nữ hoàng băng giá Elsa, có vương miện nè, sau đó có cả que phép thuật nữa, và bộ tóc này đặc biệt là có bông tuyết ở trên, bông hoa tuyết vì Elsa là nữ hoàng tuyết mà. Đó, bộ thứ nhất có từng đấy, còn bộ thứ hai của mình chỉ có một chiếc váy thôi. Các bạn nhìn các bạn em nào, rất là đẹp luôn, ở trên này ghi chữ Elsa. Đẹp quá, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nha. Và các bạn ơi, đặc biệt là chiếc váy này khác với chiếc váy lần trước của mình đấy, vì nó có cả dải nè, thân người nè, chứ không như chiếc váy đấy. Đặc biệt là chiếc váy này là áo dài đó nha, không phải áo cọc đâu. Ở giữa này có một bông hoa tuyết lấp lánh luôn. Ở dưới thân váy này thì người ta trang trí bằng những dây viền óng ánh nhỏ xíu xì xì, trông rất là xinh luôn. Còn ở trên này là một dây viền óng ánh to, có những óng ánh luôn. Còn Ngọc Ruby cũng có hai đồ chơi quà trung thu như mình. Ngọc Ruby giới thiệu cho các bạn đi. Đây là một cái cây gạch, em đây cây gạch siêu ngon. Các bạn ơi, hình một chú Doraemon đấy. Vì sao mẹ lại mua cho Thanh Băng và Ngọc Ruby cái đèn lồng Doraemon? Thanh Băng có biết không? Vì con là Ngọc Ruby rất là thích xem phim hoạt hình Doraemon, đúng không mẹ? Đúng rồi, hai bạn ấy rất thích nhân vật Doraemon, cho nên chị đã mua một cái đèn lồng Doraemon cho hai bạn ấy đấy. Trông rất là ngộ nghĩnh đáng yêu đúng không? Nó có một tay cầm này, ngoài ra nó có thể có nhạc, bật được nhạc đấy. Bây giờ Ngọc Ruby sẽ bật nhạc cho các bạn xem nhé. Để em được làm còn giơ lên các bạn xem. Và để được cái đèn này nó đẹp hơn thì chúng ta sẽ tắt đèn đi để xem nó đẹp như nào nhé. Và các anh chị và các bạn ơi, ở dưới này nè có một cái đèn, khi chúng ta bật lên, chúng ta nhấc lên sẽ có một cái hình Doraemon đang cưỡi chổi phép thuật như thế này nè. Không, nhưng mà không có Pinocchio, và Doraemon sẽ chiếu xuống cái bàn này đấy. Thế là bây giờ mình bằng tắt đi nha. Đi xem nha. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn này, đẹp chưa? Thế Thanh Băng thử nhấc cái đèn lồng lên cho các bạn xem nào, ở bên dưới nào. Đấy, các bạn ơi, đèn nhấp nháy đấy. Wow, đây này. Đúng rồi, ở phía dưới có một chú Doraemon này. Đúng rồi, đang cầm chổi phép thuật để đi đấy. Đúng rồi, hay quá nhỉ? Vâng, và còn cái đèn này thì mình có sáng được đẹp chưa? Các bạn ơi, các bạn nhìn đẹp chưa này? Nào, thế Ngọc Ruby thử múa cái gậy kia xem nào. Wow, đẹp chưa? Cái đèn của Ngọc Ruby cũng có mấy nấc các bạn ạ. Và mỗi một nấc nó có một loại đèn khác nhau ấy, trông rất là đẹp luôn. Wow. Nào, Ngọc Ruby bật cho bạn xem nào. Đấy. Đấy, con bật lên cho bạn xem. Bạn Ngọc Ruby rất là thích cái bài nhạc ở trong này nhá. Đấy, các bạn ơi, các bạn nhìn này. Đấy, hình Doraemon rất là đẹp luôn này. Mẹ ơi, con bật điện lên nhá. Ừ, đúng rồi. Mẹ không bảo họ đồ chơi của con. Ừ. Đấy, các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bảo họ đồ chơi của mình nhá. Đấy là bộ đồ chơi của Ngọc Ruby đấy. Ý ạ. Ngọc Ruby để còn đồ chơi. Ừ, Ngọc Ruby ngồi xuống nhá, để chị Thanh Băng giới thiệu bộ đồ chơi của chị Thanh Băng nhá. Con lắp nãy được không? Băng thì không lóc lánh được, nhưng mặc là giống nữ hoàng băng giá Elsa đúng không? Nào, bây giờ Thanh Băng sẽ lấy các đồ ra, sau đó Thanh Băng sẽ hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa nha. Em mẹ ơi, con tạo anh này. Các bạn ơi, đây là chiếc gậy phép thuật này. Đấy, hình trái tim màu xanh luôn, giống màu của bộ váy. Còn đây là tóc này, rất là đẹp nhá. Còn đây là vương miện này. Váy Thanh Băng sẽ lấy bộ váy ra nhá, để chúng ta sẽ mặc thử xem thế nào nhá. Wow! Các bạn ơi, vậy là Thanh Băng đã hóa thân thành nữ hoàng băng giá Elsa rồi các bạn này. Các bạn nhìn có đẹp không?
đấy, bộ nữ hoàng băng giá yêu sa này rất xinh luôn nhá. Các bạn ơi, cái giá này dài lắm cho nên mình đã để lên bàn rồi. Quay một vòng cho các bạn xem nào. Đấy các bạn nhìn bộ tóc này. Wow, rất là xinh luôn. Đấy, rất là xinh luôn. Đấy, bạn đã bạn nào có bộ nữ hoàng băng giá Elsa như thế này thì hãy comment cho Thanh Băng biết nhé. Wow, thế còn người nhện đâu rồi nhỉ? Người nhện Ngọc Ruby đâu? Nào con cầm đèn lồng lên để con bật sáng lên nào. Đấy, con cầm đèn lồng lên để chơi với cả nữ hoàng băng giá Elsa đi. Các bạn chưa kìa. Đấy. Các bạn xin luôn nhá. Bạn hôm nay nếu